Và để tiếp nối chương trình, xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng trò chuyện với nhau trong chuyên mục Sống Khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, chắc là quý vị và các bạn cũng sẽ đồng ý với Thanh Điền và Khánh Huyền rằng cá là một thức ăn rất là giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên là cá thì nó hơi tanh và điểm đặc biệt hơn nữa là nó lại có nhiều xương. Cho nên làm sao để ăn cá vừa ngon lại vừa đảm bảo an toàn thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe những mẹo vặt sau đây. Trước hết đó là cách để mà chọn được một con cá tươi. Bởi vì để có một cái món cá ngon thì cái điểm căn bản là phải chọn được cá tươi. Để chọn cá tươi thì quý vị cần phải lưu ý là chúng ta lựa những cái con cá nào mà hai mắt của nó vẫn còn rõ ràng, cái mang của nó phải có màu đỏ tươi và các vảy cá phải có màu sáng bóng. Khi mà mua phi lê cá thì cách tốt nhất là chúng ta kiểm tra cái độ tươi của con cá bằng cách là chúng ta hửi, kiểm tra cái mùi của cái miếng phi lê cá. Phi lê cá thì phải có màu trắng và phải có độ đàn hồi tốt. Còn với cá ngừ thì phải chọn những cái miếng phi lê có màu đỏ, tuyệt đối không chọn những cái miếng phi lê cá ngừ có màu nâu. Khi mua cá tươi ở chợ về thì chúng ta có thể để trong tủ lạnh khoảng chừng 2 đến 3 ngày. Nhưng mà tốt nhất là nên ăn ngay thì là ngon nhất. Nhưng nếu như cần phải để tủ lạnh thì chúng ta phải để ở ngăn đông đá. Và khi nào muốn ăn thì chúng ta hãy bỏ cái miếng phi lê ra khoảng 2-3 tiếng trước khi chế biến. Thì như vậy cá của chúng ta sẽ còn rất tươi và ngon. Lúc nãy thì Khánh Huyền có nhắc đến chuyện là nhiều người không thích ăn cá bởi vì cá nhiều xương. Đúng rồi, quả đúng là như vậy. Đúng rồi. Không ai thích một cái miếng cá có nhiều xương hết. Thành ra là khi mà chế biến cá thì tốt nhất là chúng ta nên nhờ những cái người bán cá, họ sẽ lọc lấy cái phần phi lê, bỏ cái phần xương sống cá. Nếu không thì chúng ta có thể tự tay làm việc này bằng cách sử dụng một con dao thật là sắc để loại bỏ cái phần xương sống của cá. Sau đó thì dùng nhíp để gấp bỏ những cái xương hom dọc theo cái thớ thịt. Và nếu như mà quý vị muốn là nấu luôn cả xương cá để cho ngọt nước canh thì sau khi nấu chúng ta nên lọc bỏ xương. Như vậy thì món ăn từ cá sẽ ngon hơn. Đúng rồi, chúng ta phải hết sức cẩn thận bởi vì nếu như nhà có em bé mà ăn cá nhỡ hấp xương rất là nguy hiểm, đúng không Điền? Và còn một điều nữa là khi làm cá thì có lẽ quý vị và các bạn hãy lưu ý rằng là khi muốn chiên cá thật ngon thì chúng ta phải để cho cái chảo nóng hoàn toàn. Gần đây thì có rất nhiều loại chảo chống dính sẽ hỗ trợ cho các bà nội trợ làm sao để cho cá của chúng ta không bị dính nồi. Nhưng nếu như mà cái chảo đã bị chóc một chút rồi thì phải để chảo và dầu thật nóng, lúc đó hãng chiên cá. Và tốt nhất là nên chiên với dầu và một chút bơ, bởi vì là nếu như có bơ thì nó sẽ khử cái mùi tanh của cá và dầu thì làm cho bơ không bị cháy. Đấy là một cái bí quyết để làm sao chiên cá vừa thơm lại vừa ngon. Trước khi chiên thì cũng nên ướp một chút cái phi lê cá mà chúng ta muốn chiên với lại một chút gia vị, một chút dầu ăn và đặc biệt là một ít bột khô để khi chiên nó sẽ không bị khô cái bề mặt cá và cái thịt cá nó vẫn còn tươi, vẫn còn mềm. Trung bình 5 phút thì sẽ chín 1 cm cá. Chính vì vậy mà khi chúng ta căn cứ vào cái miếng cá của chúng ta dày hay mỏng thì chúng ta sẽ căn theo cái thời gian chiên làm sao để vừa chín tới. Nhưng riêng với cá ngừ thì đừng chín quá, mà trong cái lòng cá ngừ vẫn còn hơi hồng hồng thì như vậy cá sẽ đảm bảo là đầy đủ dinh dưỡng hơn. Đúng là làm dâu xứ biển có khác ha. Và hy vọng rằng là qua những chia sẻ vừa rồi của Thanh Điền và Khánh Huyền trong chuyên mục Sống Khỏe, quý vị sẽ yêu hơn những món làm từ cá.